trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu tuyên bố Nga đã tạm hoãn các cuộc tấn công mới đây nhất ở Ukraine để bảo vệ thường dân bị kẹt giữa lạt đạn. Ông nói, tất nhiên, điều này khiến cho tốc độ tiến công chậm lại, nhưng nó được thực hiện có chú ý để tránh thương vong cho thường dân. Điều đó không đúng. Có rất nhiều bằng chứng cho thấy các lực lượng Nga đã nhắm mục tiêu vào các khu vực dân sự và cơ sở hạ tầng. Cùng lúc, sự kháng cự quyết liệt của Ukraine và tổn thất nặng nề của Nga đã buộc Moscow phải thu hẹp mục tiêu tấn công và quy mô của chiến dịch. Người đứng đầu cơ quan nhân quyền của Liên Hợp Quốc nói, các cuộc tấn công bừa bãi của Nga đã giết chết thường dân và phá hủy các bệnh viện, trường học và nhà cửa. Các vụ thảm sát ở Bucha, vụ đánh bom nhà hát Mariupol khiến hàng trăm người thiệt mạng và các cuộc tấn công bằng tên lửa vào các chung cư và đường tiếp tế cho thấy Nga coi thường mạng sống người dân. Các nhà phân tích quân sự nói rằng cuộc hành quân của Nga bị chậm lại một phần do quản lý hậu cần kém sau khi bị Ukraine đẩy lùi khỏi các khu vực xung quanh các thành phố lớn như Kiev và Kharkiv. Các lực lượng Nga đang tập trung ở phía đông, nơi các cuộc giao tranh đẫm máu vẫn tiếp diễn. Nga đã thu hẹp quy mô cuộc xâm lược, nhưng tuyên bố đó là vì sự an toàn của thường dân, là thông tin sai lệch.